Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra. Mời quý vị và các bạn đón xem. Giáo sư Nguyễn Quang Tuấn: Tôi chỉ muốn tập trung công việc chuyên môn. Hơn một tuần qua, ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Tim Hà Nội, đã thực hành tại Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội để đủ điều kiện xin giấy phép hành nghề. Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, sáng 12 tháng 7, bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn đã tư vấn cho người bệnh tại phòng tư vấn khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu Nghị. Một số bệnh nhân cho biết khá vui và bất ngờ khi được giáo sư Nguyễn Quang Tuấn, một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch, tư vấn. Kết thúc công việc buổi sáng, khi được hỏi, ông Tuấn đã từ chối chia sẻ và mong muốn được tập trung vào công việc chuyên môn khám chữa bệnh. Trước đó, chia sẻ với truyền thông, giáo sư Tuấn cho biết ông bắt đầu thực hành tại Bệnh viện Hữu Nghị từ ngày 1 tháng 7. Công việc hàng ngày của bác sĩ thực hành như ông là đi buồng bệnh thăm tình trạng các bệnh nhân, cùng các bác sĩ, hội chẩn ca bệnh khó để đưa ra chẩn đoán sớm nhất, chính xác nhất, lựa chọn những phương pháp điều trị tốt nhất cho người bệnh. Vì chưa có chứng chỉ hành nghề nên bác sĩ Tuấn chỉ quan sát người bệnh, chứ không được thăm khám bệnh nhân. Ông Tuấn cho biết công việc chính của ông là tư vấn cho đồng nghiệp những ca bệnh nặng bằng kinh nghiệm nhiều năm hành nghề trước đây của mình. Nói về lý do lựa chọn Bệnh viện Hữu Nghị để thực hành, ông Tuấn cho biết Bệnh viện Hữu Nghị là nơi điều trị cho những cán bộ cao cấp, cũng là nơi có nhiều bệnh nhân cao tuổi, mắc bệnh nặng hoặc mắc nhiều bệnh một lúc. Ông muốn được thực hành tại đây để cùng đồng nghiệp chữa trị cho các bệnh nhân đó bằng kiến thức và kinh nghiệm của mình. Ông Tuấn cũng bày tỏ hy vọng sau 12 tháng thực hành sẽ có sự trưởng thành nhất định trong chuyên môn, kinh nghiệm điều trị khám chữa bệnh, các bệnh tim mạch cho người bệnh. Ông Tuấn cũng cho biết, tại Bệnh viện Hữu Nghị, ông được lãnh đạo bệnh viện rất ủng hộ và tạo mọi điều kiện cho ông thực hành trong 12 tháng. Ông chia sẻ thêm, tại đây, ông đã gặp rất nhiều bệnh nhân cũ của mình, gặp lại các đồng nghiệp và học trò của mình mà trước đó đã từng được ông hướng dẫn. Điều đặc biệt là bác sĩ hướng dẫn tôi tại Bệnh viện Hữu Nghị chính là một học trò đã từng được tôi hướng dẫn, ông nói. Ông Tuấn cũng cho biết, ông rất vui vì được quay trở lại với nghề, được khoác áo blue, biểu tượng của người thầy thuốc sau một thời gian xa cách là một cảm giác rất khó tả. Theo Điều 20, Điều 35 Luật Khám bệnh chữa bệnh năm 2023 và Điều 3 khoản 5, Điều 33, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khám chữa bệnh thì trường hợp người bị thu hồi giấy phép hành nghề nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề trong thời gian từ 24 tháng đến 60 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi thì phải hoàn thành việc thực hành trước khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề. Trường hợp người bị thu hồi giấy phép hành nghề nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề trong thời gian vượt quá 60 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi thì phải hoàn thành việc thực hành và phải được kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề trước khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề. Thời gian thực hành khám bệnh chữa bệnh đối với chức danh bác sĩ là 12 tháng. Quá trình thực hành bác sĩ được hướng dẫn về các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghề, an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Trước đó, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm trong đấu thầu, gây thiệt hại nghiêm trọng. Hội đồng xét xử quyết định phạt ông 3 năm tù. Hội đồng xét xử cũng nhận định vi phạm của ông Tuấn không liên quan đến chuyên môn ngành y, mà chỉ trong phạm vi quản lý nhà nước. Ông Tuấn từng làm giám đốc hai viện lớn tại Hà Nội là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Tim Hà Nội. Ông Tuấn là bác sĩ có chuyên môn cao, là chuyên gia đầu ngành tim mạch. Quá trình công tác, ông Tuấn được tặng thưởng nhiều huân huy chương cao quý, bản thân là giáo sư tiến sĩ, đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ, có công cứu sống nhiều người trong cuộc đời y nghiệp và được nhân dân khen ngợi. Năm 2012, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn được bổ nhiệm làm giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Đến tháng 3 năm 2020, ông được bổ nhiệm giữ chức giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Thời điểm vướng lao lý, quá trình thẩm vấn, không ít lần ông Nguyễn Quang Tuấn khẳng định không vụ lợi, không được thỏa thuận ăn chia gì từ việc vật tư bị tranh giá. Ông Tuấn thừa nhận chỉ định thầu là sai, nhưng không còn cách nào khác vì trong tình thế cấp bách, bệnh viện có nguy cơ đóng cửa do thiếu vật tư. Ông Tuấn gửi lời xin lỗi đến hai bệnh viện mình từng làm giám đốc, xin giảm án cho các thuộc cấp của mình và mong các bác sĩ đồng nghiệp coi vụ án là bài học đau xót để tránh sai sót.
Ông Nguyễn Quang Tuấn mong sớm trở về đóng góp cho ngành tim mạch. Trước đó, trong phiên tòa chiều 18 tháng 4 năm 2023, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn nêu rõ nhận thức sâu sắc vai trò của mình trong vụ án. Mong tòa có đánh giá nhân văn hơn để sớm trở về đóng góp cho ngành tim mạch. Cụ thể, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã cho bị cáo Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, cựu chủ tịch Hội đồng mua sắm Bệnh viện Tim Hà Nội, cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cùng 11 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội, được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử đi vào nghị án. Được nói lời sau cùng đầu tiên, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội gửi lời xin lỗi tới toàn bộ cán bộ hai Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai, do sai phạm của bị cáo đã làm tổn thương uy tín của hai bệnh viện này. Hãy coi hành vi phạm tội của bị cáo như bài học không mong muốn. Bị cáo mong các cán bộ của hai bệnh viện vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt công tác chăm sóc bệnh nhân. Bị cáo ngập ngừng nói và mong hội đồng xét xử xem xét giảm án nhiều hơn nữa cho các bị cáo trong vụ án, đặc biệt là các bị cáo thuộc Bệnh viện Tim Hà Nội. Họ mắc sai phạm vì sự chỉ đạo. Họ đã thành khẩn khắc phục hậu quả, trong đó có bị cáo có sức khỏe yếu, tuổi cao, gia đình khó khăn, bị cáo Tuấn trình bày. Tiếp đó, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết, bị cáo xuất thân là học sinh thi đỗ Đại học Y Hà Nội và đủ tiêu chuẩn đi học ở nước ngoài, song do điều kiện khó khăn nên đã đi bộ đội. Sau đó, bị cáo được đào tạo vào ngành tim mạch. Trong quá trình công tác, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội được cử đi Mỹ, Pháp và một số nước trong khu vực để tiếp thu, đón nhận những kỹ thuật can thiệp tim mạch tiên tiến, mục đích để chuyển giao công nghệ hiện đại về Việt Nam để phục vụ người bệnh. Từ năm 1995, đã có hơn 100 trung tâm tim mạch được thành lập ở nhiều tỉnh thành, hàng trăm bác sĩ chuyên ngành tim mạch được đào tạo và hàng chục ngàn bệnh nhân được can thiệp tim mạch kịp thời, được cứu chữa trong thời gian ngắn, bị cáo Nguyễn Quang Tuấn bày tỏ. Theo bị cáo, khi trở về làm giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, thời điểm đầu đây là cơ sở nhỏ thuộc Sở Y tế, chủ yếu là phẫu thuật tim. Bị cáo đã cùng cán bộ phát triển giúp bệnh viện trở thành một cơ sở đầu ngành về tim mạch của Việt Nam. Trong quá trình làm giám đốc, bị cáo cùng các cán bộ đã khám, sàng lọc tim mạch cho hàng trăm ngàn trẻ em, kêu gọi từ thiện giúp các trường hợp khó khăn, bị cáo Tuấn nói. Cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết, trong gần 8 năm làm giám đốc, hơn 3.000 cháu trở về với cuộc sống, với trái tim khỏe mạnh hơn. Cùng với đó, bị cáo đã tham gia chỉ đạo tuyến 35 tỉnh thành để bà con vùng sâu, vùng xa tiếp cận kỹ thuật tiên tiến, không phải về trung ương, nâng cao khả năng sống của các bệnh nhân. Sau đó, đến ngày 21 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, cựu chủ tịch Hội đồng mua sắm Bệnh viện Tim Hà Nội, cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cùng 11 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Theo đó, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên 3 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Quang Tuấn, Hoàng Thị Ngọc Hưởng, cựu phó giám đốc bệnh viện, Đoàn Trọng Bình, Nghiêm Tuấn Linh đều là cựu phó phòng phụ trách phòng vật tư, cùng 2 năm 6 tháng tù. Nguyễn Thị Dung Hạnh, cựu kế toán trưởng bệnh viện, 2 năm tù, cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội danh trên, Nguyễn Đức Đảng, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Hoàng Nga, 3 năm 6 tháng tù. Phan Tuấn Đạt, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị, phó giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Kim Hòa Phát, 24 tháng tù cho hưởng án treo. Các bị cáo còn lại từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 2 năm 6 tháng tù. Riêng Nguyễn Trung Dũng, nhân viên công ty thẩm định AIC, 23 tháng 8 ngày tù bằng thời hạn tạm giam. Theo bản án sơ thẩm năm 2015, với tư cách giám đốc, chủ tịch Hội đồng mua sắm Bệnh viện Tim Hà Nội, bị cáo Nguyễn Quang Tuấn có chủ trương cho một số doanh nghiệp được ký gửi vật tư để bệnh viện sử dụng trước, sau đó sẽ hợp thức cho các doanh nghiệp trúng thầu nhằm thanh toán. Giai đoạn 2016-2017, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức đấu thầu 5 gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao, can thiệp tim mạch, tổng trị giá hơn 595 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai, bị cáo Tuấn cùng các cựu lãnh đạo, cán bộ bệnh viện đã thông đồng với các bị cáo thuộc Công ty Hoàng Nga và Công ty Kim Hòa Phát, thực hiện nhiều sai phạm từ khâu lập hồ sơ thầu, đơn giá, chủng loại, số lượng stent và các vật tư sẽ bán cho bệnh viện. Hành vi này đã gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội
và Quỹ Bảo hiểm xã hội, tổng số tiền gần 54 tỷ đồng. Bị cáo Tuấn còn chỉ đạo bị cáo Hưởng thương thảo đàm phán với các nhà thầu, đề nghị họ chi hỗ trợ cho Bệnh viện Tim Hà Nội từ 2% đến 5% giá trị mỗi gói thầu. Ngoài ra, bị cáo Tuấn nhận của Nguyễn Đức Đảng 10.000 đô la để cảm ơn vào các dịp trước Tết âm lịch năm 2016-2017. Bản án sơ thẩm đánh giá, bị cáo Tuấn là giám đốc bệnh viện từ năm 2015, có trình độ chuyên môn cao và là một trong những chuyên gia đầu ngành về điều trị tim mạch, được đánh giá cao ở trong nước và quốc tế. Khi công tác, bị cáo Tuấn được tặng nhiều danh hiệu, trong đó có danh hiệu công dân thủ đô ưu tú. Bản án nêu, bị cáo Tuấn phạm tội trong hoàn cảnh ngành y tế khó khăn, không kịp thời mua sắm được vật tư và thiết bị do bất cập của quy định pháp luật. Tuy nhiên, do nôn nóng và thiếu hiểu biết về lĩnh vực đấu thầu mà vi phạm. Bị cáo đã thành khẩn khai báo, đã nộp lại số tiền chiếm hưởng, có trách nhiệm với hành vi của mình. Bị cáo đã nộp hơn 6 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Hành vi phạm tội của bị cáo hoàn toàn không liên quan đến chuyên môn ngành y, mà chỉ vi phạm trong công tác quản lý. Đây là tình tiết giảm nhẹ áp dụng dưới mức hình phạt mà Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị. Bản án đánh giá, các bị cáo còn lại cũng thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nên nhiều bị cáo được hội đồng xét xử tuyên dưới khung. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.